Tiếp tục với mâm than Sony số thứ tự là 22, mức giá 2,9 triệu. Đây là chiếc đầu mâm than Sony PS1350. Em test chức năng hoạt động cho quý vị, mức giá 2,9 triệu ạ. Quý vị nhìn em này, đấy nhỉ. Một lần cuối cùng cho to tí nhé. Thế là theo hắn cho nhau, thế là nước mắt nên cay, thế là mãi mãi và mãi mãi tình sầu trong vắt luôn. Thế là tiếng không tiếng thu, thế là mãi mãi thương lâu, thế là mãi mãi và mãi mãi. Anh chết trong mắt em, anh chết trong mắt em một lần cuối như những lần đó. Anh khóc trên vai em. Tất cả mọi chức năng hoạt động tốt hết ạ. Số thứ tự 22, mức giá 2,9 triệu. Cảm ơn quý vị.